cử cho giải Nobel Hòa bình năm nay, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky được xem là ứng cử viên nổi bật cho những đấu tranh của ông đối với nền hòa bình của đất nước, đặc biệt khi xung đột vẫn đang tiếp diễn ở Ukraine. Tôi nghĩ rằng rất có thể cuộc chiến ở Ukraine sẽ được Ủy ban Giải thưởng Nobel Hòa bình năm nay quan tâm. Tôi nghĩ rằng Ủy ban sẽ cần cân nhắc kỹ lưỡng về việc trao giải thưởng cho một nhà lãnh đạo của một quốc gia có liên quan đến xung đột vũ trang. Bên cạnh đó, những người ghi dấu ấn nổi bật trong việc bảo vệ môi trường, chống lại biến đổi khí hậu cũng có nhiều khả năng sẽ giành chiến thắng, như nhà vận động môi trường nhỏ tuổi Greta Thunberg. Hiện nay, các hoạt động thường nhật của con người có nguy cơ hủy hoại toàn bộ hệ sinh thái, mà đáng tiếc là chúng ta chưa nhận ra điều đó. Tôi nghĩ rằng cộng đồng cần nâng cao nhận thức được sự nguy hiểm của những gì chúng ta đang làm để bảo vệ môi trường. Danh sách đề cử giải Nobel Hòa bình thường rất đa dạng. Ứng cử viên có thể hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau của xã hội. Tuy nhiên, chiến thắng sẽ dành cho người có những đóng góp ý nghĩa, quan trọng, giúp xã hội trở nên tốt đẹp hơn. Theo Ủy ban Nobel, có 343 ứng cử viên cho giải Nobel Hòa bình năm 2022. Ukraine nộp đơn xin gia nhập NATO. Tổng thống Zelensky ký đơn xin gia nhập NATO và yêu cầu liên minh nhanh chóng kết nạp Ukraine sau khi Nga sáp nhập 4 tỉnh nước này. Chúng tôi đã chứng minh khả năng đáp ứng của mình đối với các tiêu chuẩn của liên minh. Chúng tôi thực hiện bước đi mang tính quyết định với việc ký đơn xin nhanh chóng gia nhập NATO. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 30 tháng 9 cho biết, tuyên bố được ông Zelensky đưa ra sau khi Tổng thống Vladimir Putin thông báo Nga sáp nhập 4 tỉnh Donetsk, Lugansk, Zaporizhia và Kherson ở miền đông và miền nam Ukraine. Ông Putin sau đó ký thỏa thuận sáp nhập với lãnh đạo thân Nga tại các tỉnh này, đồng thời hối thúc Ukraine ngừng hoạt động quân sự và quay lại bàn đàm phán. Tuy nhiên, ông Zelensky từ chối đàm phán với Nga khi Tổng thống Putin còn tại vị. Ukraine sẽ không tổ chức bất cứ cuộc đàm phán nào khi ông Putin vẫn là Tổng thống Liên bang Nga. Chúng tôi sẽ đàm phán với Tổng thống mới, ông Zelensky khẳng định. Nga chưa bình luận về tuyên bố của Tổng thống Ukraine. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho hay quyết định kết nạp Ukraine sẽ cần đến sự đồng thuận của tất cả thành viên trong khối. Ukraine theo đuổi tư cách thành viên NATO là một trong những lý do dẫn đến cuộc xung đột với nước láng giềng Nga hiện nay. Ukraine đã đưa mục tiêu này vào Hiến pháp năm 2019, bất chấp những cảnh báo của Nga rằng khả năng NATO triển khai lực lượng và vũ khí ở biên giới sẽ tạo thành mối đe dọa an ninh không thể chấp nhận được. Trước khi mở chiến dịch quân sự hồi tháng 2, Nga cáo buộc phương Tây phớt lờ những lo ngại chính đáng về an ninh của họ, trong khi NATO bác bỏ điều này. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 14 tháng 9 cảnh báo Nga sẽ tăng cường độ chiến dịch tại Ukraine nếu nước này ký thỏa thuận đảm bảo an ninh với Mỹ và phương Tây, tài liệu mà Moscow đánh giá cho thấy vẫn còn khả năng Ukraine gia nhập NATO. Tổng thống Ukraine tuyên bố sẽ giành lại tất cả vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 30 tháng 9 tuyên bố toàn bộ lãnh thổ Ukraine sẽ được giải phóng khỏi sự kiểm soát của Nga sau khi Tổng thống Putin ký các hiệp ước sáp nhập 4 vùng Ukraine gồm Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia vào Nga. Toàn bộ lãnh thổ của đất nước chúng ta sẽ được giải phóng khỏi sự kiểm soát của đối phương. Nga đã biết điều đó. Họ đã cảm nhận được sức mạnh của chúng tôi. Chính ở đây, ở Ukraine, chúng tôi đang chứng minh được sức mạnh của các giá trị của mình, Tổng thống Volodymyr Zelensky nêu rõ. Cùng ngày, quân đội Ukraine cho biết tất cả các tuyến đường tiếp tế của Nga tới thành phố Lyman đang nằm trong tầm ngắm của lực lượng pháo binh nước này ở phía đông, đồng thời cho rằng Moscow sẽ phải cầu xin Kiev nếu muốn các lực lượng của họ được cho phép ra ngoài. Người phát ngôn của quân đội Ukraine nói thêm, giao tranh vẫn diễn ra dữ dội và một chiến dịch bao vây đang được tiến hành. Ông Serhii Cherevty, người phát ngôn của quân đội Ukraine cho biết tất cả tuyến đường tiếp cận và tuyến đường hậu cần của Nga nhằm vận chuyển binh sĩ và đạn dược đang nằm trong tầm kiểm soát hỏa lực của Ukraine. Ông Mykhailo Podolyak, cố vấn của Tổng thống Ukraine cho rằng, Nga sẽ phải cầu xin Ukraine nếu họ muốn giải phóng các lực lượng của mình. Trước đó, nhà lãnh đạo thân Nga ở tỉnh Donetsk của Ukraine thừa nhận lực lượng của ông đã mất hoàn toàn quyền kiểm soát Yampin và Doprisep, những ngôi làng phía bắc và đông thành phố Lyman vào ngày 30 tháng 9. Lyman nằm cách Kharkov, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, khoảng 160 km về phía đông nam.
từng là cứ điểm quan trọng cho hoạt động liên lạc và các hoạt động quân sự của Nga trong khu vực. Nếu Ukraine giành quyền kiểm soát thành phố Lyman, Kyiv có thể tiến vào khu vực Lugan do Nga chiếm đóng, nơi vừa tổ chức cuộc trưng cầu ý dân về sáp nhập Nga. Ông Putin công nhận độc lập của Kherson, Zaporizhia. Tổng thống Nga Putin ký sắc lệnh công nhận độc lập đối với hai vùng miền nam Ukraine là Kherson và Zaporizhia trước khi diễn ra lễ sáp nhập. Tôi ra lệnh công nhận chủ quyền và độc lập nhà nước của các khu vực Zaporizhia và Kherson, miền nam Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho hay trong các sắc lệnh được công bố đêm 29 tháng 9. Theo đó, một tài liệu công nhận chủ quyền nhà nước và độc lập của vùng Zaporizhia, tài liệu kia công nhận vùng Kherson. Cả hai đều có hiệu lực vào ngày được ký kết. Theo các tài liệu, quyết định của Tổng thống Nga được đưa ra dựa trên các nguyên tắc và chuẩn mực chung của luật pháp quốc tế, thừa nhận và khẳng định nguyên tắc bình đẳng, quyền tự quyết của các dân tộc được Hiến chương Liên Hợp Quốc tôn trọng và dựa trên ý chí của người dân thông qua trưng cầu dân ý. Các cuộc trưng cầu dân ý về sáp nhập Nga diễn ra tại 4 vùng Ukraine là Kherson, Zaporizhia ở miền Nam và Donetsk, Lugansk ở miền Đông từ ngày 23 đến 27 tháng 9. Tại Zaporizhia và Kherson, câu hỏi trong lá phiếu là bạn có ủng hộ khu vực tách khỏi Ukraine, thành lập quốc gia độc lập và gia nhập Liên bang Nga. Điện Kremlin hôm qua thông báo lễ ký kết sáp nhập 4 vùng này sẽ diễn ra tại Đại điện Georgian của Đại điện Kremlin lúc 15 giờ ngày 30 tháng 9, tức 19 giờ theo giờ Hà Nội, và Tổng thống Nga sẽ có bài phát biểu quan trọng. 4 vùng lãnh thổ này rộng 9.000 km2, chiếm khoảng 15% diện tích Ukraine và dân số ước tính khoảng 4 triệu người, tạo thành hành lang trên bộ quan trọng nối Nga với bán đảo Crimea. Nga chưa kiểm soát hoàn toàn tỉnh nào trong số này. Donetsk và Lugansk là hai tỉnh tạo thành vùng Donbass, miền đông Ukraine. Hai khu vực này trở thành điểm nóng giao tranh từ năm 2014 sau khi người dân ở đây tổ chức phong trào phản kháng vũ trang, đòi quyền tự trị và ly khai khỏi Ukraine. Tổng thống Putin ngày 21 tháng 2 công nhận độc lập cho DPR và LPR, sau đó phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine nhằm giải phóng Donbass. Nga kiểm soát hoàn toàn Kherson và 73% tỉnh Zaporizhia ở miền nam Ukraine kể từ hồi tháng 3. Điện Kremlin cho rằng các cuộc bỏ phiếu trưng cầu dân ý có ý nghĩa pháp lý và cũng tạo ra các tác động về an ninh, ám chỉ cảnh báo rằng Nga có thể dùng vũ khí hạt nhân để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ sau khi sáp nhập 4 vùng của Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gọi đây là trò hề, còn các nước phương Tây cũng coi các cuộc trưng cầu dân ý là giản dựng. Liên Hợp Quốc tuyên bố vẫn duy trì cam kết đối với toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine và chỉ trích động thái sáp nhập của Nga là leo thang nguy hiểm, không có chỗ trong thế giới hiện đại. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc lên án Nga sáp nhập 4 vùng Ukraine. Tổng thư ký Guterres cảnh báo Nga đang leo thang nguy hiểm với kế hoạch sáp nhập 4 lãnh thổ của Nga, vi phạm Hiến chương Liên Hợp Quốc. Hiến chương nêu rõ, mọi hành động sáp nhập lãnh thổ một quốc gia vào lãnh thổ quốc gia khác, nếu là hệ quả của đe dọa hoặc sử dụng vũ lực, thì là hành vi vi phạm các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày 29 tháng 9 trả lời họp báo tại trụ sở ở New York, Mỹ. Ông Guterres tái khẳng định kế hoạch sáp nhập lãnh thổ thuộc Ukraine và lãnh thổ Nga là hành động không bao giờ phù hợp với mọi khung pháp lý quốc tế và đi ngược với mọi giá trị của cộng đồng quốc tế. Liên Hợp Quốc hôm 27 tháng 9 kết luận các cuộc trưng cầu dân ý vừa qua tại 4 vùng do Nga kiểm soát trên lãnh thổ Ukraine diễn ra bất hợp pháp. Động thái này là sự lăng mạ với các mục tiêu và nguyên tắc của Liên Hợp Quốc. Đây là bước đi leo thang nguy hiểm. Nó không thể tồn tại trong thế giới hiện đại và chúng ta không thể chấp nhận nó, ông nói. Guterres nói, nếu xúc tiến kế hoạch sáp nhập Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia vào lãnh thổ, Nga sẽ đe dọa làm đổ vỡ mọi triển vọng hòa bình. Moscow sẽ kéo dài các tác động nghiêm trọng lên nền kinh tế toàn cầu, đặc biệt với những nước đang phát triển, đồng thời ngăn cản hàng loạt nỗ lực viện trợ nhân đạo trên lãnh thổ Ukraine và nhiều nơi khác. Phái đoàn Nga tại Liên Hợp Quốc sau đó phản pháo thông điệp từ ông Guterres, cho rằng bài phát biểu của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đã đi ngược lại hiến chương. Đại diện Moscow cho rằng ông Guterres không phản ánh bức tranh đầy đủ trong vấn đề Ukraine và có cách tiếp cận thân phương Tây. Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến trong hôm nay ký các văn bản khởi động quá trình sáp nhập 4 vùng đang do quân đội và các lực lượng ly khai thân Moscow kiểm soát trên lãnh thổ Ukraine, gồm Zaporizhia, Kherson, Donetsk và Lugansk. Ông đã ra hai sắc lệnh công nhận độc lập của Zaporizhia và Kherson trước thềm lễ ký kết sáp nhập ngày hôm nay. Moscow tăng tốc quá trình sáp nhập lãnh thổ giữa giai đoạn Kiev có dấu hiệu giành ưu thế trên chiến trường với hai mũi phản công song song tại Donbass và Kherson trong hai tháng qua.